Nhưng mà chúng ta đã học được những phần cơ bản này, nhắc lại một số nhé, nhắc lại một số kiến thức này. Hôm nay là bài 9 này, nhắc lại một số kiến thức nhé. Số điều đại học này. Là về kiểu dữ liệu nhé. Các kiểu dữ liệu cơ bản của Python thì chúng ta đã biết là gì? Là nó là có những số đây là kiểu dữ liệu là số nguyên này, dữ liệu là float này, số thực này, kiểu dữ liệu logic là bool này, và kiểu dữ liệu string sâu là str. Thì đây là những kiểu dữ liệu là cơ bản, và nó là những kiểu dữ liệu này đều là những kiểu dữ liệu là bất biến, là không thay đổi được giá trị, bất biến. Ngoài ra có kiểu dữ liệu khác mà chúng ta đã học là kiểu là kiểu dữ liệu list. List nó chính là mảng, đúng là mảng hay là danh sách. Các biết rồi. Hay là dãy. Thế đây là kiểu dữ liệu là khả biến và nó có thể thay đổi được các giá trị của nó. Chúng ta đã học được các khái niệm liên quan đến hàm, đúng không? Liên quan đến hàm. Nghĩa hàm. Đấy, thì khi nói đến hàm thì chúng ta nhắc đến hai cái khái niệm. Một là cái khái niệm tiếp là khái niệm là tham số của hàm. Hai là khái niệm là đối số của hàm. Đối số. Thì thế nào là tham số, thế nào là đối số? Tham số là những cái tham biến mà được mô tả khi chúng ta khai báo hàm. Ví dụ tôi khai báo một cái hàm là def như này, def này, f, xy, ví dụ như vậy. Và sau này tôi mô tả cái hàm ra. Thì xy này nó là tham số của hàm. Có khi tôi gọi hàm như tôi gọi hàm là f 1 2 chẳng hạn, đó là một cách gọi. Hay có thể gọi hàm là f ab chẳng hạn, là một cách gọi khác. AB là các cái biến biến trong trước thôi. Thì những cái 1 2 AB này, thì những cái này là những cái người ta gọi là đối số. Đây là những cái mà như chúng ta đã học rồi, đúng không? Và hôm trước bảo bà nghe hôm trước là cái bài này, chúng ta nói về khi em vào ra file ở trong trong Python. Thì hôm nay cái buổi hôm nay tôi sẽ tổng kết lại và chúng ta đi sâu hơn vào tất cả những khái niệm này. Chúng ta hình dung là nó là bắt đầu rồi. Hôm nay là cái buổi mà tôi muốn là vừa ôn lại chúng ta vừa làm bài tập mà vừa có cái sâu chuyên sâu hơn một chút. Thì đầu tiên là tôi nói về cái đầu tiên là cái đầu tiên tôi muốn nói là chúng ta sẽ có cái phân loại ngắn, phân loại tham số và đối số ngắn nhé. Một là chúng ta phân loại tham số. Thì cái phần này là phần mà không có trong sách giáo khoa, là không có trong chương trình, không có sách giáo khoa, nhưng mà chúng ta cũng nên biết đối số, nên biết để chúng ta là như vậy, là để chúng ta hiểu rằng vì sao thằng Python nó lại phân biệt là tham số và đối số, trong khi thằng Pascal và C thì nó vẫn chỉ là nó vẫn là nó vẫn là tham biến thôi. Nhưng mà với cái tham số thì Pascal nó gọi là tham số hình thức, còn đối số thì nó gọi là tham số thực sự. Nhưng nó bản chất nó vẫn là tham số, nhưng mà riêng và Python thì nó đổi hẳn lại cái từ là tham số và đối số, hai cái từ là khác hẳn nhau. Vì sao lại như vậy? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một chút nhé. Đây, thì tham số thì như sau. Cái tham số mà đưa vào trong ở trong cái hàm ấy, thì Python nó chia làm hai loại sau đây. Thứ nhất là về tham số thì được chia lại như như sau. Tham số được chia làm hai loại như sau. Một là tham số bắt buộc, tham số bắt buộc. Hai là tham số lựa chọn. Thế nào là bắt buộc? Tham số bắt buộc là tham số mà là khi gọi hàm thì bắt buộc phải có đối số tương ứng, không không thể không có. Bắt buộc phải có đối số khi mà chúng ta gọi cái hàm. Còn tham số lựa chọn là tham số mà khi gọi hàm có thể bỏ qua, không đưa cái tham số, không được cái đối số nó vào trong cái gọi của hàm, thì nó gọi là tham số lựa chọn.
Thì như này nhé, đây tôi mute chúng ta xem ngay nhé. Khi tôi mô tả là def, như là def là một cái hàm f, ví dụ như thế nhé, f là hai cái tham số là x, y, ví dụ thế thôi. Còn tôi cái hàm của tôi là return x, y. Thì một trường hợp này thì khi mô tả như này thì x, y này đều là tham số bắt buộc tôi gọi này, hàm f này, hai này. Nó ra mẹ là con bạn ơi, đúng không? Dạ. Nha. Tham số này bắt buộc phải có trong này gọi. Bây giờ tôi gọi là f là 10, cái này thì mình phải bao lỗi có một tham số, có một đấu số thôi. Thì máy nó không biết là nó ứng là x hay là y. Đấy, và như vậy nó báo lỗi. Đấy. Sao như vậy? Bởi vì là khi gọi hàm, như vậy đây là như vậy là cái tham số x gì khi gọi hàm nó đổi thành là đối số là 1. Y là tham số thứ hai. Khi gọi hàm nó gọi hàm chuyển qua đối số là 2. Như vậy là đối số 1 ứng với tham số là y. Đối số 2 ứng với tham số là đối số 1 ứng với tham số là x gì, đối số 2 ứng với tham số là y. Vì x y là các tham số bắt buộc cho nên bắt buộc phải có đối số này. Đó. Như vậy là mà trường hợp này là trường hợp mà là khi tôi gọi là bài này là cái hàm này là có hai tham số bắt buộc. Sau đó mà nếu gọi hàm mà chỉ có một đối số thôi thì là lỗi. Được chưa? Thế thì để mô tả thế nào là tham số bắt buộc, thế nào là tham số lựa chọn thì như sau, ta làm như sau. Thế cái làm như sau này. Đây là hàm, bây giờ tôi ép nhé. Bây giờ nếu tôi gọi là x gì như này, mô tả như này thì x gì này là tham số bắt buộc. Còn nếu y để như này, y bằng 2. Thì đây là mô tả các tham số. Nếu mà x gì mà để không như này thôi, hay là a, b, c gì đó thì cái này chỉ là tham số bắt buộc. Còn tham số mà để là y bằng 3 hay bằng 2 gì đó thì cái này là tham số, đây là tham số lựa chọn. Được chưa? Được, thực hiện đây này. Return này. X cộng y. Được chưa? Hàm thứ hai này. Thì đối với hàm thứ hai này thì tham số x là tham số bắt buộc, tham số y là tham số gì lựa chọn. Thì ý nghĩa của nó là gì? Để tôi mới gọi được, tôi gọi là f, tôi gọi là f là một hai gọi như bình thường được, đúng không nào? Gọi như bình thường được. Nhưng mà tôi có thể gọi như sau, tôi gọi là f, tôi gọi là 10. Máy hiểu như thế nào? Máy hiểu là như vậy là 10 chính là ứng với tham số bắt buộc là x gì đó. Còn tham số y là không bắt buộc, là tham số lựa chọn. Thì khi mà tôi bỏ qua không gọi trong đối số thì mặc định máy hiểu chính là số 2. Như vậy khi tôi gọi là F10 thì máy sẽ tự động hiểu tương đương là F10 hay như này. Đó. Vì ở đây nó gắn sẵn rồi mà, nó sẵn như này này. Đó. Cho nên là tham số này là tham số là lựa chọn, thì khi gọi tôi có thể bỏ qua cái tham số đó, cũng bỏ qua cái đối số đó. Đây. Máy vẫn hiểu, nó chính là ra nó vẫn chính là 12. Đó. Nên là cho chú ý như vậy là đối với tham số lựa chọn là như này. Như vậy khi tôi mô tả cái hàm f thì các cái tham số như là x, y này là tham số bắt buộc, còn lựa chọn là như này, z bằng 10 như thế, t bằng 2. Đấy. Thì như vậy các cái tham số mà được khai báo trực tiếp như thế này thì đây là tham số bắt buộc. Tham số bắt buộc là tham số mà bắt buộc phải có khi mà ta gọi hàm, bắt buộc phải có cái đối số tương ứng nhé. Còn tham số mà có cái mô tả là biến bằng x gì đó đấy thì cái này nó gọi là tham số lựa chọn. Được chưa? Đấy, cho nên cái này là cái rất đặc biệt của Python, đúng không? Khi mà tôi bỏ qua thì máy nó hiểu chính là kia. Khi mà tôi gọi hàm là tôi gọi cái hàm này nhé, tôi gọi là f, giả sử tôi đặt là a bằng 10, y bằng 11 chẳng hạn, b bằng 11 thì tôi gọi là f a b không thôi, máy vẫn hiểu là gì? Hiểu a ứng với là gì? A đây này ứng với là x gì? B ứng với y. Ở đây z không có, z
không có là t không có thì máy hiểu ngoài a z d chính là bao nhiêu, z d chính là cái số 10 này, đây, mặc định là 10 đó. Còn t ở đây chính là gì, chính mặc định của nó là 2 đó. Như vậy là gì, như vậy là cái tham số bắt buộc là tham số mà khi mô tả tôi chỉ mô tả đúng tên của nó thôi, đúng mô tả cả cái tên biến là tham số bắt buộc, tham số bắt buộc thì ta đưa vào khai báo của hàm với một cái tên, một cái tên biến thôi. Còn tham số mà lựa chọn ấy, hay người ta gọi là tham số mặc định, là đưa vào như này, đưa vào là x bằng giá trị gì đó, bằng cái value nào đó, thì x bằng value này chính là cái giá trị mặc định. Mặc định trên khi nào mà khi mà chúng ta không gọi trong lời gọi không có không không đó thì máy sẽ gọi cái này ra, gọi cái này ra. Đấy, chính người ta gọi đây là tham số lựa chọn. Bạn hiểu không nhỉ? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cái tham số là như vậy. Tôi lấy ví dụ chúng ta nhớ lại hôm trước chúng ta học về cái hàm, về cái hàm 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 hàm, hàm, hàm mở file đó. Tôi gọi là giữa f bằng open một cái hàm hàm như này, hàm gọi là fi chẳng hạn, để như này, nhưng mà tôi để là như thế này, đây để như này, nó có hai cái đối số như này, được chưa? Nếu mà tôi để như này thì nó là dùng để ghi, nếu tôi để như này thì nó là đọc, không thể bỏ qua như này. Máy tự động hiểu là có đấy, là có cái tham số là cái tham số là r bằng là có tham số là tham số thứ hai đó là bằng r, nhưng mà máy tự động bỏ qua được. Bây giờ tôi có thể lại cái app hàm này là như nào, ok hàm này là như này, tôi dùng lệnh theo tôi kiểm tra lệnh open như thế nào nhé. Đây open của nó dài này các bạn, tức là tên file này, sau là mode bằng đây, mode bằng r nhé. Thì đây chính là cái tham số thứ hai, là tham số gì, là cái tham số lựa chọn. Tôi có thể là file xong r thôi, không nó bỏ qua thì máy hiểu là r, không tôi để là khi tôi gọi là open như này này, bằng cái lệnh open mà không có cái lệnh này thì máy hiểu là gì, máy hiểu là đọc thì đọc, còn khi tôi viết lại r thì đây chính là cái, đây chính là cú pháp của cái rất là dài nhé. Chúng ta chỉ có quan tâm đến cái này thôi, cái mốt này đấy, thấy không nào. Rồi bây giờ tôi nói tiếp theo. Như vậy là chúng ta có thể mô tả, lấy ví dụ nhé, có thể ví dụ cái hàm như này, cái hàm power, hàm cái mũ nhé, power mũ là xỉ trong y bằng hai, nhưng mà cái hàm này là cái hàm là cả về gì, return return là xỉ mũ y. Có thể viết như sau, khi gọi này power này 10 và 5 thì đây chính là gì, chính là 10 mũ 5, nhưng mà power này power 5 thì máy hiểu là chính là gì, máy hiểu đây chính là 5 mũ 2, bởi vì là cái giá trị mũ nó mặc định nó là 2, là 2. Cho nên khi mà tôi gọi là power 5 thì tương đương với là gọi là power 5 2, và tính là nó tính là 25, là 50 phương là 25. Đây như vậy là cái khái niệm mà là như vậy là khi tham số chúng tôi gọi thì ra chia làm hai loại, là tham số bắt buộc và tham số lựa chọn. Tham số bắt buộc là tham số như sau, là trong mô tả hàm tôi đưa vào tên tên của tham số thôi, và khi gọi có đối số thì bắt buộc phải có đối số tương ứng với tham số, bắt buộc phải có. Còn đối với tham số lựa chọn tôi gắn trước là x bằng 5, a bằng 10 gì đó, là như vậy gắn gắn trước ngay trong lời lời gọi hàm, thì cái gắn trước này là cái gắn trước là mặc định, là giá trị mặc định của tham số đó. Khi mà gọi tôi có thể dùng như bình thường, hoặc là tôi bỏ qua cái tham số đó, bỏ qua đối số đó thì mặc định máy hiểu chính là cái này, được chưa? Đấy.
Rồi thì đó đó là cái khái niệm về 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 tham số, bạn đã hiểu chưa? Rất đơn giản thôi. Bây giờ tôi nói sang cái khái niệm đối số. Bây giờ chúng ta sẽ phân loại cái đối số thì như sau này. Tôi trích cái kết quả nhé, còn tôi sẽ mô tả sau. Đối số là khi gọi đấy, thì chúng ta cũng thì khi mà gọi thì chúng ta cũng chia làm hai loại. Một cái nó gọi là đối số vị trí. Đối số vị trí. Hai là đối số hóa. Nhưng mà là gì? Đối số vị trí là cái đối số mà nó xác định bởi cái vị trí của cái đối số đó ở trong cái khai báo. Cho nên cái vị trí đóng vai trò rất quan trọng, không thể thay đổi được. Còn đối số khóa là đối số xác định bởi cái từ khóa, cái tên của đối số. Do vậy nó không quan trọng về vị trí nữa mà nó quan trọng là cái khóa. Nhưng mà chúng ta có hai cái định nghĩa nhé, là đối số. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ tìm hiểu đâu là đối số vị trí và đâu là đối số khóa. Đây tôi quay lại cái này nhé, quay lại cái hàm đây, quay lại chính cái hàm này nhé. Như là cái hàm power, hàm số mũ này, nhưng nó có hai tham số, đó là x và y. Trong đó x thì là tham số bắt buộc, y là tham số mặc định. Đó là định nghĩa của tham số. Còn đối số là khác, là lời gọi. Đây, lấy ví dụ nhé. Ví dụ tôi giả sử chúng tôi biết A bằng, giả sử tôi cho A bằng 5, đúng không? B bằng 9. Gọi này, power này. Power này. A, B. Thế rõ ràng là A, B đây chính là A mũ B. Chứ đây không thể hiểu, thì không thể hiểu là B mũ A được. Đây chính là A mũ B, đúng không? Vì A là cái đối số thứ nhất tương ứng với cái x này, B là đối số thứ hai tương ứng với y, thì đều ở đây cả A, B đều là đối số vị trí. Nhưng mà chính là A mũ B chính là 5 mũ 9. Bây giờ tôi viết ngược lại nhé. Viết ngược lại như power này. Power này, BA. Thì đây, cái thứ hai này là B mũ A hay là A mũ B? Cái thứ hai này chính là B mũ A. Vì B là cái đối số thứ nhất ứng với là x này. Đấy, x này trên nó phải là B mũ A, nghĩa là đáp số là B mũ A. Đó. Thì cái lời gọi mà như thế này, cái tham số, cái đối số AB là trường hai trường B thì nó được gọi là đối số vị trí. Vị trí nó rất quan trọng. Vị trí đối số đầu tiên này là ứng với vị trí của cái tham số đầu tiên này. Vị trí thứ hai là ứng với gì? Ứng với cái tham số thứ hai. Cho nên nó đều là quan trọng. Nó sẽ bị vị trí. Chúng ta thay đổi là nó sẽ thay đổi theo ngay. Thì trường này cả AB này đều gọi là gì? Đều gọi là các cái đối số vị trí. Bạn đã hiểu chưa? Rồi, thì bây giờ tôi làm thử cách thứ hai nhé. Mà tôi sẽ mô tả theo cái cách thứ hai là đối số và là đối số là khóa. Đây tôi làm như này. Bây giờ tôi gọi power, tôi cho đặt chỉ bằng 8 đi. Y không cần đặt x bằng 8 thôi nhé. Còn này, để tôi làm như này. Bây giờ tôi gọi này, power này, x không phải không y bằng 3 không? Đấy, kiểu này nhé, được không? X trong lời gọi đây thì x là ứng với x này, tôi thử nhé, nó là đương nhiên chính là 8 mũ 3 đấy, mũ 3 đấy. Thì như vậy trường hợp này nghĩa là x là đối số vị trí ứng với cái tham số gốc là x, còn y bằng 3 này là đối số không phải là vị trí, vì tôi đã viết y bằng vì giá trị đưa vào đây. Thì trường này cái y bằng 3 này nó là đối số gì? Nó là đối số khóa. Chưa? Bây giờ tôi làm tiếp tục này. Bây giờ tôi làm như này cho các bạn xem nhé. Đây tôi làm như này. Bây giờ tôi viết như này. Power
Wow. Biết là y bằng 4,6 bằng 10. Nào, thì biết cái các bạn đoán là cái gì nào? Ở đây sẽ là 4 mũ 10 hay là 10 mũ 4? Chúng ta chú ý quan sát nhé chỗ này nhé. Ở đây là 4 mũ 10 hay là 10 mũ 4? Chúng ta enter thử, chúng ta sẽ thấy ngay. Đó chính là 10 mũ 4. Được chưa? Như vậy ở trường hợp này cả hai cái biến này, cả hai cái đối số này đều là đối số, đều là đối số vị, đều là đối số khóa, đối số khóa. Mà đối số khóa thì nó xác định bởi cái tên của nó. Đây này. Cái này là đối số khóa, là sẽ chính đây chính là đối số x ứng với x này. Còn đây là cái đối số khóa ứng với y, đó chính là cái y này. Các bạn thấy không? Như vậy chúng ta đã đổi vị trí. Như vậy là hai cái đối số này là không đúng vị trí của nó nữa. Của nó bắt đầu cái đối số y ở trong góc nó ở ở ở vị trí thứ hai. Còn đối số ứng với x là ở vị trí thứ nhất. Nhưng mà đây chúng ta đổi vị trí rồi. Suy ra là hai cái đối số này là đối số khóa thì vị trí không quan trọng nữa, mà quan trọng là cái tên. Tên của đối số thì tên đối số phải ở đây chính là x gì đây. Nó phải trùng với chính như này. Thấy không nào? Mà y ở đây là nó trùng với chính như này. Đó. Cho nên ở đây này, ở đây ví dụ đây chính là cái đối số khóa, được chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Cho nên như vậy là như vậy như sau nhé. À, như vậy chúng ta sẽ định nghĩa lại này, khi mà chúng ta gọi một cái hàm ấy thì mà gọi một cái hàm thì đối số vị trí là chúng ta gọi hàm đó, ví dụ như là x gì, thế là x gì hay là đây là x gì, gọi như này không thôi, như này nhé, thì những cái này đều là đối số vị trí khi gọi hàm nhé. Đối số vị trí, đối số vị trí. Còn đối số khóa là gì? Là chúng ta gọi cái hàm chúng ta ghi rõ là x gì bằng bằng 5 hay là y bằng 10 gì đó. Và cái tên này, cái tên x này là phải trùng với khóa, trùng với khóa chính, trùng với khóa của khai báo, của tham số được khai báo. Trùng tham số nhé. Trùng với tham số được khai báo. Không 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 được khác, được khai báo. Thì cái này nó gọi là tham số khóa. Như vậy là cái tham số khóa là như sau. Cái tham số khóa là tham số có dạng là khóa khóa bằng giá trị, thấy chưa? Đó, và cái tham số khóa này là cái mà nó không phụ thuộc vào định nghĩa của tham số. Đây làm cho thêm một định nghĩa nữa cho các bạn xem nhé. Đây làm cái hàm khác đi, def của f x y z, nó thoải mái đi, y z đúng không, z z hàm này nó có ba cái tham số x y và z, đều là tham số bắt buộc cả. Thì gọi bắt buộc phải có cả ba x y z nhé. Enter return y z. Vậy xong f đây 1 2 3, được chưa? Đấy, thế bây giờ tôi làm là khi tôi gọi là ví dụ tôi viết là a bằng đây, được về x nhé, thì cho bằng 10 này, y đổi lại thì là nó chính nó không hay lắm, tôi định nghĩa lại cho nó hay hơn nhé. Đây, tôi nghĩa lại đi df này f x thì phải y phải z trả lại như sau, trả lại là sau hơn này, thì hơn này x cộng với hai nhân với y là 3 nhân với z, như vậy là ba cho y z nó khác nhau. Rồi đây là f này, 1 2 này 3 là 1 cộng 2 2 cộng 3 3 sẽ bằng 14, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi làm thử nhé, thì tôi cho đây thì tôi cho bằng 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 1 này, x cho bằng 1 này, y cho bằng 2 này, và z thì cho bằng 3 đi, được chưa? Đấy. Thì khi tôi gọi f f y
nó chính gì, nó trả lại chính là x cộng 2y cộng 3z. Nó tin bằng là x cộng 2y là 5 cộng 3z là 9, như vậy là 14, đúng. Nhưng mà tôi gọi f y z nó bằng như nào? Cái này nó bằng như nào? Cái này theo định nghĩa chung của chúng ta chính là đối số vị trí. Cho nên là mỗi đối số nên là ứng cái vị trí ở của hàm đó. Chứ cái hàm cái này nó chính là y cộng 2 x cộng 3z. Y là 2, cộng 2 x là cộng 2 x là 4, cộng 3 cộng 13z là nó cứ bằng là 13 chứ không 14 nhé. Bây giờ gọi f này, gọi là z y, cái hàm này gọi này vẫn là lời gọi là số vị trí. Cho nên là cái z này ứng với gì? Ứng với là x của gốc, y ứng với x, ứng với y của gốc, và x ứng với z của gốc. Cho nên cái này là chính là bằng z cộng 2y cộng 3x, là z cộng 2y cộng 3z. Đấy. Thì những cái lời gọi này là gọi là cái đối số vị trí. Thế là đối số vị trí là đối số gì? Khi chúng ta gọi chạy hàm đó thì cái vị trí của đối số là quan trọng, nó ứng với vị trí tương ứng của cái tham số. Nhưng tôi làm như này, tôi làm f nhé, làm như này thì bạn xem nhé, để tôi làm như này. Đây, bây giờ tôi viết như sau này, tôi viết từ đây là y, được chưa? Sau đó là x gì bằng 10, z bằng 20. Đây là cái gì? Với cái trường này thì nó gọi là gì nhỉ? Đây, nó gọi nhé, trường này cho chú ý. Trường hợp này này. Hợp này này. Thì không, tôi biết là này chị. Y bằng từ xem nhé. Y bằng 1 nhé. Bằng 1, x bằng 10 và z bằng 20. Đấy. Thì trường hợp này là k 3 cái đối số này nó đều không phải vị trí nữa, chứ cái vị trí nó không quan trọng, mà quan trọng là cái đối số của nó. Do đó cho nên là x là 9 bằng 10, z là 9 bằng 20 và y bằng 1. Nhưng mà cái y bằng 1 này này nó chính là ứng với cái y ở trên này. Đấy. Còn x này này nó chính ứng với cái là x ở trên này. Còn z đây nó chính đúng với là cái z ở đây, cho nên nó vẫn bằng là x cộng 2y cộng 3z, mà chính là bằng là x nhé, cộng 2y là 12, 12 3z 60 là 72. Cái này nó vẫn là x cộng là x cộng 2y cộng 3z. Thấy không nào, nó hơi phức tạp một chút nhé. Để tôi gọi tiếp một cái hàm nữa nhé, tôi gọi như này, tôi viết là như này, f này 10 này, 10 này chính là ứng với x. Còn y z là ngược lại sao? Z thì cho nó bằng 17 và y bằng 1. Hình như nào? Hôm nay nhé, thì 10 là đối số không gì cả, chứ 10 này chính là đối số vị trí, nó ứng với là x ở trên này. Còn z bằng 17 là đối số khóa, thì nó sẽ định theo khóa, chính là z. Y bằng 10 là yêu 1 là đối số khóa, và nó sẽ chính là y. Vậy cái hàm này nó chính là 10 cộng với 2y cộng với 3z, vậy nó bằng là gì? Nó chính là 10 cộng với 2 là 12 cộng với 3, 3 còn 17 là bao nhiêu đó. Như vậy là cái đối số là nó rất phức tạp đấy. Là khi các bạn mô tả đây là tương đối phức tạp, chúng ta chú ý nhé. Nó không nó cái phần này là phần rất là khó đấy nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta mà, như vậy tôi vừa mới nói qua cái gọi là phân loại tham số và đối số của hàm, và cái này nó khác hẳn so với Pascal và C, và nếu mà học sâu hơn nữa có thấy là nó khá phức tạp luôn, nó rất là phức tạp, không đơn giản như tôi nói đâu, còn đi sâu hơn nữa nhiều khái niệm nữa, mà tôi dừng lại đây thôi, tôi không muốn nói thêm nữa. Bây giờ chúng ta quay lại một chút tôi nói sâu hơn để cho bạn hiểu hơn cái điều mà tôi vẫn nói từ nọ này, là cái khái niệm là gì,
là khái niệm là đối tượng ở trong Python và khái niệm là giá trị của nó sẽ định như thế nào. Và cũng tôi cũng nói luôn cái cách mà Python nó quản lý các cái biến như thế nào để chúng ta hiểu nhé. Đây bây giờ tôi sẽ mô tả ngay bây giờ, chúng ta sẽ hiểu ngay thôi nhé. Khi mà tôi đầu tiên tôi muốn nói về cái đây là bấm nhầm này. Đây chưa? Bây giờ tôi muốn nói một chút về cái cách mà Python quản lý các cái biến. Quản lý biến. Thì cái là nó khác biệt so với Pascal và C. Giả sử nhé, bây giờ tôi viết x bằng 10 thì máy nó hiểu như nào. Khi thì x bằng 10 thì làm như sau, thì máy nó tức đầu tiên là máy sẽ tạo ra trong bộ nhớ một cái vùng có giá trị là nguyên, và xin lỗi, máy tạo ra một cái object ở trong Python. Và object này là nó có một là nó có kiểu kiểu của nó là kiểu nguyên, và hai là giá trị của nó bằng bằng 10 và nó nằm trong bộ nhớ, đúng không? Bộ nhớ. Và x là nó trỏ vào đây, xin là nó trỏ vào đây. Vậy là bản chất của cái lệnh gán ở trong Python chính là một cái con trỏ, được chưa? Thì cái bộ nhớ, cái vị trí mà bộ nhớ thì cái vị trí cái thứ ba là cái vị trí, hay là bộ nhớ cái vị trí của đối tượng đó được đo bởi cái gì? Được đo bởi cái hàm là id, id của x. Đấy. Id của x là mô tả cái vị trí của cái đối tượng đó. Đấy, chúng ta nhớ nhé. Đấy. Thì cái toàn bộ cái việc này thì được nó sẽ được xác định bởi cái gì? Là được xác định bởi một cái nó gọi là khái niệm là namespace. Namespace là khái niệm rất quan trọng của trong Python. Nó là cái cơ chế để giúp chúng ta điều khiển các cái biến, được chưa? Các cái biến thì như sau này. Khi mà namespace nó như sau là nó sẽ có như sau. Nó có hai phần, phần bên này là name, phần bên này là object. Đấy. Khi tôi viết cái lệnh x bằng 10 nhé. Thì máy nó sẽ tạo ra trong trong bộ trong trong cái namespace là một cái tên là x, và nó quản cái tên x. Nó tạo ra một cái đối tượng là 10, như vậy là cái object nó quản lý và nó trỏ như thế này. Đấy, trỏ. Như vậy là cái namespace là một cái cơ chế mà nó quản lý ánh xạ từ từ vùng name này sang vùng sang cái các cái đối tượng. Bạn thấy không nào? Như vậy đây chính là cách mà Python quản lý. Quản lý này là khác hẳn so với khác hẳn luôn, khác hẳn hẳn hoàn toàn so với Pascal và C. Nhưng thế bây giờ tôi làm như sau này. Bây giờ tôi tiếp tục tôi viết là y bằng x thì như sau, thì máy sẽ tạo ra một cái biến nữa ở trong cũng rất là namespace đó, là tên là y mà máy trỏ luôn vào đây, trỏ luôn vào đây. Như vậy đây là có hai con trỏ, hai hai cái tên cùng trỏ vào một đối tượng là 10 nhé. Rồi tiếp theo này, tôi làm thêm lệnh nữa, lệnh là x bằng x cộng 5 thì máy làm như nào? Máy sẽ làm như sau, máy sẽ lấy x, giá trị x là đối với Python máy luôn tính ở bên phải trước, xong mới trỏ sang sau. Bên phải là chính là cái object này, bên phải là object, máy luôn tạo object trước xong trỏ sang sau. Như vậy đây là x là 10 cộng 5 là 10 là 15, như vậy là 15 máy sẽ tạo ra một đối tượng khác là 15 và máy trỏ x này sang nhé, trỏ x này sang và máy bỏ cái này đi, bỏ cái mũi tên này đi. Đấy. Như vậy ở sau cái bước hai này, sau cái bước này thì x trỏ vào 15 và y trỏ vào 10. Thấy không nào? Thì đây là cách mà Python nó quản lý các cái biến ở trong Python. Và ở trong Python thì là mọi cái biến nó chỉ có tác dụng ở bên trong một cái namespace thôi. Trong trong một cái namespace thôi. Do đó như sau này. Ở trong Python khi chúng ta bật lên nhé thì như sau này. Khi chúng ta bật lên
thì máy sẽ có trong máy tính có một cái namespace to nhất, nó là việc nó là người ta gọi là global namespace. Thì đây là cái namespace lưu trữ những cái biến và biến tổng thể. Khi tôi viết là x gì bằng 10 chẳng hạn, thì máy sẽ tạo ra cái biến x gì nằm ở trong cái global namespace này, nó chọn giá trị là 10 nhé. Bây giờ tôi nghĩ một cái hàm def, một cái hàm f xi chẳng hạn, thì sao? Thì khi mà tạo một cái hàm thì máy sẽ tức là tạo ra mỗi một hàm là có một cái namespace riêng, như vậy là tạo ra một cái namespace của hàm f ở bên trong như thế này, và cái kia đây là cái namespace của hàm f này, người ta gọi nó là local namespace. Như vậy trong ở trong Python thì mỗi một hàm là có một cái namespace riêng, và trong cái hàm này đây tôi định nghĩa hàm trong này tôi định nghĩa một cái biến nhé, đây là def này, def này, f này, f này thôi, và đặt biến trên này là x bằng 5 chẳng hạn nhé. Thì trong này có một cái biến đặt tên là x chọn vào 5, chọn giá trị 5 trong cái local namespace này. Vì mỗi một biến chỉ được xác định bởi một local namespace thôi, cho nên là ở bên ngoài có biến x gì là có, bên trong x gì cũng là có luôn nhé. Hai cái này là độc lập với nhau, hoàn toàn không quan đến nhau cả. Vì ở trong Python thì mọi biến chỉ nằm trong có dụng ở bên trong một cái namespace thôi, cho nên là đấy. Như vậy là trong tổng thể trong một cái chương trình Python thì có một cái global namespace và có rất nhiều local namespace ở bên trong lòng các cái hàm, đấy, trong các cái hàm, và các biến như vậy chia là các biến ở trong cái hàm này thì không thể tự ra bên ngoài, và bên ngoài không thể có dụng vào bên trong. Thì biến ở bên ngoài là biến nằm trong global namespace, do đó nó không thể có dụng ở bên trong một cái hàm được, như hôm trước nói rồi đúng không? Biến là biến 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 tổng thể không có dụng ở bên trong một cái hàm, và ngược lại biến biến local thì không có dụng ở bên ngoài. Nhưng trước tôi nói rồi đấy, tuy nhiên ở bên trong một cái namespace có thể nhìn thấy cái biến này, ở bên trong này có thể nhìn thấy cái biến bên ngoài. Như vậy là cái mô hình là chứa như này thì tất cả cái namespace ở bên trong ấy được phép nhìn ra bên ngoài, sau đó chúng ta có thể truy cập phần tử, truy cập với giá trị các cái biến ở bên ngoài cái hàm. Chúng ta làm rồi đấy, chúng ta thấy như vậy. Cái cơ chế mà kiểm tra kiểm soát biến thông qua cái namespace là một cơ chế rất là quan trọng của Python, và điều đó nó ta thấy nó là nó khác khác hẳn so với Pascal nhé. Như vậy là cái biến tổng thể là biến được xác định bởi là global namespace đấy. Và ở trong lòng cái một một trong lòng một cái hàm nào đó thì biến được khai báo trong trong hàm trong trong cái hàm đó là biến nằm trong cái local namespace. Như vậy là biến ở trong hàm có thể trùng với tên biến ở bên ngoài hàm thoải mái, vì đây là hai hai cái tên biến này là hai cái biến được được quản lý bởi hai namespace khác nhau. Đấy, chúng ta thấy là nó rất rất đặc biệt nhé. Như vậy các đề giải thích nhiều hôm trước tôi nói đấy, là mà biến tổng thể không có tác động ở bên trong hàm, bên trong local namespace là một ý nhé. Ý thứ hai, biến ở local trong biến local trong một cái hàm không có tụ ra ra bên ngoài hàm, thì vì vì hai biến đó là nằm trong hai cái namespace khác nhau. Ngoài ra ở bên trong hàm có thể nhìn thấy các biến ở bên ngoài hàm, chứ tôi làm ra rồi, bên trong hàm là không coi ở bên ngoài hàm là một biến, nhưng mà có thể nhìn thấy nó như là một cái đối tượng, chúng ta có thể truy cập, chúng ta có thể để biến đổi cái đối tượng đó, nếu đối tượng đó là biến kiểu list, là biến kiểu dãy, chúng ta có thể thay đổi được. Còn hôm trước đó rồi là ở bên trong trong local namespace này, nếu chúng ta khai báo là một từ khóa là global thì máy sẽ hiểu là đó chính là cái biến ở bên ngoài. Khi tôi khai báo như này nhé, đây. Khi mà tôi khai báo một cái def, một cái hàm như thế này, ở trong tôi khai báo là global global n như này, máy hiểu là gì? Máy hiểu là cái biến này là biến khai báo là global, nhưng mà cái biến này là biến chính là biến nằm ở bên ngoài nhưng mà cũng nằm ở bên trong đồng thời, và hai biến là liên quan đến nhau, thì máy máy vẫn là như bình thường. Đấy. Như vậy đây là cái điều đặc biệt của cái global. Còn nói chung là ở bên trong trong một cái hàm trong ở ở trong cái hàm thì cái biến là nó khác so với ở bên ngoài hàm, ở bên ngoài nhé. Bên ngoài này là biến tổng thể này, bên trong là cái biến biến local này, biến địa phương này.
thì biến trong thể được được xác định bởi cái namespace, global namespace, còn biến địa phương xác định bởi local namespace. Chính vì thế mà chúng ta thấy là có cái sự như chúng ta nói đấy, chúng ta nói là khi nói về cái tác dụng của các cái biến đấy, cái sử dụng của biến thì chúng ta chú ý đến cái điều này. À, nhưng mà đây là tôi vừa mới nói xong cái phần gọi là phần rất nâng cao cái cơ chế quản lý biến, chúng ta phải hiểu nó thì chúng ta mới chúng ta mới làm được. Rồi, thế bây giờ tôi nói sang một cái ý nữa rất quan trọng là cái cơ chế truyền thông tin biến từ bên ngoài và bên trong hàm là như thế nào, là như thế này đây. Đây nhé. Bây giờ sửa tôi đây, bây giờ sửa như này nhé. Về đây tôi khai báo bên ngoài hàm này. N bằng bằng 10, đúng không nào? Tôi khai báo f n ở đây nhé. N này bằng n cộng 1 nhé. Đi thơm. Vậy thì ở chỗ này nhé. Thì ở đây hiểu như thế nào? Đây là n 10 là biến ở bên ngoài nhé. Bên cái này ở trong này là biến địa phương hay là biến trong thể như thế nào? Còn cái n này là cái gì đây? Đây là cái tham số cái truyền vào. Cái truyền vào nhé. Đây. Gọi là fn này, gọi đó này. Nó truyền vào nó trả giá trị là 11 vì là n cộng 1 ở đây mà. Đây thì bây giờ tôi mới giải thích là chỗ này thì máy quản lý như thế nào nhé, thì quản lý như thế này. Rất dễ hiểu thôi. Khi chúng ta hiểu cái khái niệm namespace chúng ta thấy rất là dễ hiểu là như thế này. Đây. Thì giả sử nhá, đây ở bên ngoài đây. Ở bên ngoài hàm là chúng ta luôn có một cái gọi là global namespace nhé. Mà chúng ta gắn n bằng 10 chẳng hạn. Được chưa? Bây giờ tôi gọi hàm. Tôi định nghĩa một cái hàm là def f nhé. N xong ở đây là n bằng n cộng 1 chẳng hạn. Không quan trọng lắm, em dọn return thôi. Return n nhé. Thì ở bên trong hàm, bên trong hàm thì nó có một cái có là cái local namespace. Được chưa? Khi mà tôi định nghĩa cái như này thì là máy làm sao máy sẽ tạo ra bên trong local namespace là một cái n nữa, một cái biến n. Đây là biến n của local namespace và n này cũng chỉ luôn vào đây. Đây là n này nhé, đây cái số 10 này, n là chỉ vào 10, cái này cũng chỉ vào cái đối tượng đó. Như vậy là trong trường hợp là có hai biến, một cái biến ở bên ngoài tổng thể trỏ vào đối tượng 10, ở bên trong hàm cũng có biến là n trỏ vào cái đối tượng 10 này, đúng không nào? Đấy. Cho nên chúng ta chú ý khi mà tôi viết là n và n cộng 1 nhé, khi mà tôi gọi hàm đấy thì n cộng 1 là 11 thì máy sẽ tạo ra một đối tượng mới là 11 vì cái đối tượng 10 này là bất biến rồi, gọi 11 và n này bên trong nó chỉ sang đây. Nhưng mà khi tôi gọi hàm khi tôi chạy hàm thì khi tới đây này thì n bên ở bên trong hàm này nó trỏ vào 11, n bên ngoài cũng trỏ vào 10, cho nên mà khi tôi thoát ra chạy xong thoát ra thì n thay đổi, n trên này vẫn là cái 10 này. Khi thoát ra thì toàn bộ cái local namespace này nó sẽ bị xóa đi khi thoát ra khỏi hàm, thì cái n bên trong hàm sẽ bị mất tác dụng đi, không còn nữa, nhưng n ngoài vẫn còn, không thay đổi là 10. Nhưng chú ý như sau, giả sử như này nhé, tôi có một cái đây, có một cái khai báo một cái dãy, đúng không? Thì là gì? Thì chúng ta là có một cái đối tượng là 1, 2, 3, là một đối tượng là list và cái biến A này trỏ vào cái biến list này. Nhé. Yeah. Rồi, thế bây giờ tôi, đây là đang nằm ở trong đây là global namespace. Yeah. Namespace. Bây giờ tôi định nghĩa một cái hàm def A. Nhé. Yeah. Trong A này, tôi viết là A ở pen, đúng không? Ở pen x. Xong tôi đóng, tôi return thôi. Không thôi. Và tôi chạy cái hàm A này, chạy nhé. Thì khi mà tôi gọi nó này, tôi gọi là, đây là định nghĩa nhé. Và khi tôi gọi hàm này, các bạn chú ý nhé. Khi tôi gọi hàm là f a thì làm như sau.
máy sẽ như sau này, máy sẽ tạo ra một cái local namespace, tạo ra một cái local namespace ở trong này nhé, và máy sẽ tạo ra một cái biến nhớ, cái biến ở biến là cái biến tên biến là a mới nằm trong local namespace này, và máy sẽ truyền cái đối tượng a này này là chính là cái này này, là cái này nhé, là a này trỏ vào đây, vậy a chính là a trỏ vào đây. Đấy, a trỏ vào đây. Như vậy khi mà ta chạy chạy hàm f thì trong trong local namespace trong học trong lòng f có một cái biến a nữa, biến này là biến a địa phương, biến này là biến nằm trong cái local namespace nhé, local namespace ở trong trong hàm, và cái biến này cũng trỏ vào một đối tượng này, biến ngoài vẫn có nhé, trỏ vào đối tượng này. Như vậy khi mà chúng ta đang gọi hàm đang chạy thì sẽ có hai biến nhớ, hai tên biến là cùng là a cả, thì cái a này là a nằm bên ngoài trỏ vào cái đối tượng này và đối tượng này, và cái a bên trong cũng trỏ vào đây. Sau đó khi mà đây tôi gọi cái lệnh là a open x gì, được chưa? Vì đối tượng a đây chính là cái này là cái đối tượng là khả biến, cho nên là khi tôi gọi như này thì lập tức cái này này nó sẽ đổi thành là 1, 2, 3 x, và a sẽ trỏ vào đây, a này vẫn trỏ vào đây. Trước khi thoát ra thì cái a này đã thay đổi, à ngoài đã thay đổi. Cái này là chỗ rất là khó của chúng ta. Cho nên là trong trường hợp mà đây để tôi cho bạn xem nhé, đây tôi làm cho bạn xem một nghiệm để bạn thấy nhé, đây ở bên ngoài này, bên ngoài là một cái biến tổng thể này, 1, 2, 3 đây là a là biến tổng thể, được chưa, nằm trong cái namespace tổng thể, và a trỏ bằng đối tượng là 1, 2, 3 là đối tượng dạng list 1, 2, 3. Bây giờ tôi khai báo cái hàm def f a, được chưa? Đây. Mà trong này tôi viết a open như này nhé, là 10. Tôi return không có động lắm. Không quan gì cả nhé. Rồi, để tôi gọi hàm này, gọi là fa. Tôi gọi fa thì ở trong lòng f này, trong cái namespace của f này là có gì, là có một cái là nó tạo ra một cái biến, tên biến là a cùng trỏ vào cái này, được chưa? Do khi mà tôi thực lệnh này thì cái đối tượng a này này, vì a nó là khả biến nhân a, nó sẽ bổ sung 10 vào cuối của a, thì thoát ra thì cái a này vẫn trỏ vào đây, suy ra cái này nó sẽ tăng thêm là 4. Chạy thử nhé. Đấy, mà chạy gọi trả lời là 1 nhé, mà tôi kiểm tra thoát ra khỏi đây, thoát ra khỏi rồi thì cái a mà local không còn nữa, nhưng cái a global thì vẫn còn. Đây tôi thực sự gọi a nó sẽ được, nên là 10 mất rồi, thêm phần tử 10 rồi. Như vậy khi tôi thoát ra khỏi cái này thì a đã được thay đổi. Thì chỗ này là chỗ mà nhiều người khi mà đọc phần này thì cứ nghĩ rằng là như vậy là cái biến a mà được truyền dữ liệu ở đây là nó là truyền dữ liệu là tham biến, thật ra không phải. Cái này thật ra là cái truyền dữ liệu qua hàm là luôn là chuyển dữ liệu qua thông qua cái gọi là cái đối tượng nhé. Đó, các bạn có hiểu không nhé? Bia để tôi cho bạn xem một chút thì tôi sẽ hiểu hơn nhé. Ở trong cái này hơi sâu quá thì được. Nó có cái lệnh là global, cái lệnh này là nó mô tả cả những cái biến tổng thể của cái biến là cái biến mà nằm trong cái là gọi là global namespace. Đấy, nó có cái a này, cái a nhé. Đấy. Còn cái lệnh là local namespace, local này là mô tả một cái hàm. Bây giờ làm như sau, làm lại các bạn theo nhé. Vậy ở đây hiện nay là a là biến tổng thể nhé, a này là tôi dùng cái lệnh là global, đây là cái lệnh là liệt kê ra tất cả các biến tổng thể của chương trình, thì a là biến tổng thể đây. Đây là cho nên 10 đấy nhá. Đấy, bây giờ tôi định nghĩa là def f a, được chưa? Ở trong hàm a này tôi pin cái local. Đây là pin ra các cái biến địa phương của cái hàm f. Pin ra cái biến địa phương nằm trong cái local namespace của f.
thì còn thấy là nó cũng sẽ có a, sẽ có a để tôi viết là a okay. Là a từ b bằng a nhé. Được, gọi hàm hàm f nhé, gọi a nhé. Máy sẽ chạy như sau, là máy sẽ trước khi mà bổ sung a vào, máy print, máy sẽ print cái local này ra. Đây là máy sẽ print ra tất cả các cái biến địa phương của a, của f, thì cho thấy là nó sẽ có, nó có cái a này. Như vậy là trong cái hàm f, mà khi tôi gọi f vào thì a là cái một cái biến địa phương ở trong cái địa phương ở trong cái f. Đấy, như vậy chúng ta thấy cô đã cho thấy là cái cơ chế mà truyền cơ chế mà gọi đối cơ chế, nó gọi là cơ chế gọi đối số đấy, đối số của hàm truyền qua tham số. Thì cái này nó mô tả cái rất là hay, là cái cách mà Python nó chuyển dữ liệu như nào và cách nó quản lý các cái biến thông qua đối số như thế nào. Đấy, các bạn hiểu không nhỉ? Cái này trước đây cho tôi là hơi khó các bạn nhé. Tức là gì? Khi mà chúng ta nôm na là khi chúng ta gọi một cái hàm đấy, cái cơ chế gọi hàm, gọi một cái hàm ở trong Python thì nó khác hẳn với Pascal. Pascal là nó truyền dữ liệu qua hai cách, hoặc là tham trị hoặc là tham biến, rất là tương đối rõ ràng. Nhưng với Python thì như sau: khi chúng ta gọi một cái giá trị như thế này, gọi một cái hàm, thì máy sẽ làm như sau: máy sẽ tạo ra bên trong này một cái biến nữa trùng tên với cái biến, tạo một cái biến a mới nhé, tạo biến a và trỏ vào cùng giá trị đối tượng của a bên ngoài, như a bên ngoài nhé, a trỏ vào giá trị là 10 chẳng hạn, thì biến này này, biến a này là biến địa phương nhé, là biến địa phương nhé, biến địa phương mà cũng trỏ luôn vào đây. Đây chính là cách mà Python quản lý những cái hàm và cách chúng ta gọi một cái hàm thông qua đối số. Và đây là cách mà chúng ta hiểu được cái cách truyền dữ liệu của Python nó khác gì so với Pascal. Tổng kết lại là như thế này nhé. Này, để tổng kết lại là cái cách truyền dữ liệu của hàm trong Python. Cách truyền dữ liệu là như sau. Và đơn giản là một là truyền là máy là tạo một cái biến địa phương. Tạo một biến địa phương là cho nó trỏ vào cùng một đối tượng. Như của biến tổng thể, như biến tổng thể bên ngoài. Như là biến tổng thể. Thì nôm na là chính là máy là truyền, nôm na là như vậy. Qua cái này thì cho hiểu nôm na là chính là cái truyền dữ liệu của hàm trong Python chính là truyền, chính là gì, chính là việc truyền đối tượng dữ liệu, truyền đối tượng từ bên ngoài vào trong hàm đối tượng dữ liệu vào trong hàm. Đấy. Thì đây chúng ta suy ra như sau này, từ cái này chúng ta suy ra như sau nhé, là so sánh với Pascal và C thì như sau này, là một là nếu mà cái đối tượng truyền, nếu mà cái đối tượng dữ liệu mà truyền đó, nếu mà đối tượng dữ liệu mà của hàm ấy, mà là bất biến thì nó không thay đổi gì cả. Thì cái việc truyền dữ liệu này là của Python nó giống như là truyền tham trị, thì truyền là truyền giống tham trị, giống như truyền tham trị của Pascal và C. Đấy, như vậy là nếu chúng ta khai báo một cái hàm mà các cái tham số đầu vào của nó là số thực, là số nguyên, là sâu, là số bool, thì cái việc truyền đó là hoàn toàn tương đương là truyền tham trị của Pascal và C. Còn hai, mà nếu mà đối tượng mà truyền vào đó, nếu mà đối tượng dữ liệu của hàm là
thả biến. Tức là gì? Ví dụ như là list chẳng hạn, như là mảng chẳng hạn, thì nó không giống, thì cái việc truyền đó là nó hoàn toàn khác, hoàn toàn khác với, hoàn toàn khác với Pascal và C. Mà nó cái việc truyền này nó không là tham trị, nó cũng không là tham biến khác hẳn, là nó truyền kia vẫn là truyền đối tượng, mà đối tượng là đối tượng khả biến, chứ nó có thể thay đổi các chỉ số đối tượng ở bên trong hàm đó. Thì chúng ta thấy như vậy là nó lại là cái việc truyền dữ liệu qua cái đối số là của Python là nó khá là phức tạp nhé. Tất cả là nó đều mà thông qua cái, chúng ta phải hiểu thông qua cái namespace nhé. Nhưng mà cái cốt lõi của cái phần này là chúng ta phải hiểu cái namespace. Namespace của là cái công cụ để quản lý các cái tên biến. Thì ở trong nhắc lại một lần nữa là trong Python thì nó có hai loại namespace chính. Một là global namespace. Global namespace là cái nó quản lý tất cả những tên nằm bên ngoài, là cái biến tổng thể. Còn cái thứ hai là bên trong cái hàm, mỗi hàm thì nó có một local namespace riêng. Riêng của mỗi hàm. Và biến thì nằm ở namespace nào thì chịu quản lý của namespace đó nhé. Trong một cái namespace thì chỉ được phép là có một tên biến, không cho phép là hai biến x gì ở trong một cái namespace. Nhưng mà hai namespace khác nhau thì được phép tha hồ có tên biến là khác nhau. Như vậy là cái phạm vi tác dụng của biến là nằm trong từng namespace một. Phạm vi tác dụng của biến ấy, của biến là theo namespace của mình. Biến tổng thể thì theo biến namespace của biến tổng thể chỉ tác động ở bên ngoài thôi, không tác động ở bên trong. Còn biến mà của lúc còn namespace thì có sự ở bên trong, không tự do bên ngoài được nữa. Đó là những cái chúng ta chú ý khi mà đây là những phần rất là nâng cao. Đây nhé. Hôm trước tôi nói rồi, bây giờ mà trước đây tôi nói sang một cái việc khác, tôi nói rồi là như vậy là ở trong Python thì chúng ta có hai cái phép hai cái khái niệm khác nhau là đối tượng và giá trị của đối tượng đó nhé. Một cái đối tượng dữ liệu, đối tượng, và cái thứ hai là giá trị của đối tượng đó. Giá trị thì cái việc so hai đối tượng mà bằng nhau thì chúng ta có cái phép là phép is so sánh, vậy là a is b so sánh với nhau. Thì hai đối tượng là bằng nhau chỉ khi là nó là a is b là bằng true nhé. Còn giá trị thì là so sánh như này, a bằng b như này, để so sánh về giá trị, như đó là hai lệnh khác nhau nhé. Thì đối với chưa tôi nói rồi nhưng nhắc lại một chút nhé. Bây giờ mà đây, đối với em đối với các số nguyên, số nguyên, số thực mà số ký tự thì hai đối tượng sẽ bằng nhau chỉ khi chúng giá trị bằng nhau. Nhưng mà đối với dãy thì nó khác. Tại vì dãy nhá, a này, a bằng, thấy a bằng 1, 2, 3 nhé. B cũng bằng 1, 2, 3 nhé. 1, 2, 3. Nhưng mà chúng ta tạo ra là so sánh này. A là bằng B về bằng giá trị nhé. Cả a có bằng b về mặt đối tượng không? Như vậy trường này là a b là hai đối tượng khác nhau, mặc dù chúng có cùng giá trị. Thế là như vậy là cái khái niệm đối tượng bằng nhau nó khác với đối tượng là giá trị của chúng. Giá trị nó là 1, 2, 3 nhé, thì chúng bằng nhau. Nhưng mà đây là hai đối tượng là khác nhau, nằm trong hai bộ nhớ, vùng bộ nhớ khác nhau. Chuyện a gì b là khác nhau.
Trường hợp này nếu mà tôi thay đổi A này, pen A này là 10 chẳng hạn, thì A thay đổi nhưng B không thay đổi, thì B hai vị đó là hai điểm khác nhau. Được chưa? Rồi, để tôi làm tiếp ví dụ khác, thì A gá nó bằng là 1, 2, 3 như thế này. Và B gá nó bằng A. Thì tôi nói rồi, khi viết B bằng A thì máy tính sẽ trỏ B vào chính đối tượng A. Cho nên trường hợp này sẽ là B sẽ là chính là A. B is A bằng true. Để hơn nữa chúng ta không thấy nhé, hai đối tượng mà bằng nhau theo định nghĩa khi chỉ khi là chúng có địa chỉ ô nhớ là bằng nhau, địa chỉ ô nhớ chính là ID, địa chỉ ô nhớ của đối tượng A là 20 26, đúng không? ID của B đây nhau hoàn toàn. Nhưng trường hợp này là AB là hai đối tượng là trùng khít nhau, vì AB chính là hai cái tên cùng chọn vào một đối tượng là đối tượng này. Thấy chưa? Đó. Cho nên mà khi tôi tăng A lên, tôi tăng A lên một phần tử là 10 như này, A thêm một phần tử, B cũng thêm. Đây cái này cho chúng ta biết chú ý nhé. Chúng ta chú ý trong Pascal và C thì khi chúng ta có một biểu nhớ như này, thì là chúng ta muốn lưu lại, dùng nó để lưu lại sang chỗ khác người ta cất đi, thì ở trong Pascal và C chúng ta thường xuyên viết như này, chúng ta chỉ biết là B bằng A, là chúng ta cất đi cái B đi. Đấy. Và chúng ta làm việc với A, xong cũng cho quay lại chúng ta tìm chúng ta xử lý B để tìm lại cái giá trị gốc của A. Nhưng mà đối với trường hợp này, trường hợp mà A là dãy thì trong Python là không đúng nữa. Vì trường hợp này là AB là cùng trỏ vào một đối tượng. AB là giống hết nhau. Nên là khi chúng ta thay đổi A thì B cũng thay đổi theo. Đấy, trường này là trường. Khi trường này, chúng ta cái lệnh này là không thể dùng để lưu dữ liệu là được. Đối với trường hợp là dãy là mạng. Do đó, với trường hợp mà dãy thì chúng ta phải có lệnh khác, lệnh sau đây. Cái lệnh là B bằng A, chúng ta nói rồi, A bằng là copy. Ok. Cái này. Mà sẽ tạo ra một đối tượng B khác A. Nhưng B có giá trị là bằng A. Đây. B sẽ là khác A. B khác A. Đấy. Nhưng mà B có giá trị bằng A. Sau đó chúng ta có thể xử lý A thoải mái, chúng ta quay lại, chúng ta lấy lại giá trị là B thì được. Nhá. Như vậy là như sau này, chúng ta chốt lại là như này nhé. Là cái lệnh gán ấy là như sau, là muốn là chốt lại như này nhé, muốn chốt lại như này. Cái này rất quan trọng, chúng ta chú ý là nhiều học sinh làm là ngay cả giáo viên cũng biết chúng ta có thể làm sai. Là với điều thứ nhất này là với các cái dữ liệu là in này, float này, bool này, còn bool thì không cần nhưng là bool này. Rồi sâu này thì cái lệnh là x gì bằng y là cái lệnh thật sự là cái lệnh là mày lệnh là cái lệnh là mà cái lệnh như sau là cái lệnh là y bằng x gì đúng là cái lệnh cho ta lưu lại, ta lưu cái y lại thì được. Cái này dùng để lưu, dùng để lưu dữ liệu, lưu cái giá trị x lại và dùng sau cất đi, dùng sau. Thế thì với dữ liệu là in, float, bool, str thì đúng, cái này là đúng nhé, ok hoàn toàn giống với Pascal và C. Thế là muốn lưu, muốn cất đi dữ liệu, chúng ta chỉ việc đặt y bằng x là ta cất được. Vì là trường này là vì các dữ liệu in, float, bool và str là dữ liệu bất biến. Còn với dữ liệu khả biến, với dữ liệu list thì không đúng. Với dữ liệu list thì muốn lưu trữ là như sau. Muốn lưu trữ cất đi đấy. Muốn lưu trữ giá trị và cất đi thì chúng ta làm như sau. Thì chúng ta không thể làm, không thể dùng cái B bằng A được nữa nhé. B bằng A lại B bằng A là sai. Trường hợp này là sai nhé, sai. Đúng là phải là B bằng A copy. Cái này mới đúng. Đấy. Còn trường hợp này là sai, đây là sai nhé.
Trường này là đúng, ok. Nhưng mà đây là rất là khác biệt so với rất là khác biệt so với Pascal C. Chỗ này là chỗ cực kỳ khó đấy. Chỗ này là cái chỗ mà một trong những chỗ mà nếu các bạn mà mới mà làm quen với Python, bắt đầu làm bài tập, bắt đầu làm những cái bài toán mà liên quan đến đến dãy là nó bắt đầu nó vướng. Làm mà ngày xưa khi mà tôi bản thân tôi khi tôi bắt đầu nghiên cứu là tôi thấy hơi là lạ, nhưng sau mình đọc sâu vào mà thấy nó rất là dễ hiểu. Vì qua cái Vclick này là Vclick này là kiểu dữ liệu khả biến, dữ liệu nó có thể thay đổi giá trị, cho nên là nó bị không được như thế này. Cái lệnh là y bằng x thì hay b bằng a vẫn là lệnh là hai cái tên cùng trỏ vào một đối tượng. Còn bản thân ở trong Python thì mọi biến đều là con trỏ hết, đây là con trỏ hết. Cho nên là nhưng mà với in float bool và sr thì nó lưu trữ được, bởi vì khi đó x chúng ta thay giá trị phát là nó thay đổi nó đối tượng ngay, như vậy là cái y nó không thay đổi. Còn trường hợp b bằng a này này thì là nếu a thay đổi thì b cũng thay đổi theo, bởi vì a là kiểu dữ liệu là khả biến nha. Chúng ta chú ý đối với em riêng đối với dụng list nhé, thì chúng ta đã biết ra là ở trong a đấy nhé, a là dữ liệu này nhé. Bây giờ tôi đưa ra a cho nó lại, chúng ta đã học những cái phương thức đối với a như là phương thức như là append là bổ sung này. Bổ sung vào cuối này, clear là xóa này, đúng không? Cho toàn bộ này. Insert là chèn vào vị trí bất kỳ này, vị trí bất kỳ này. Thì đều là các lệnh mà thay đổi dữ liệu của A và không làm thay đổi đối tượng A. Tức là những lệnh mà tôi khi tôi viết A bằng A là nên bị tôi chỉnh ID của A nhé. ID của A là cái này. Đây là 20, 26, 28 nhé. Bây giờ tôi viết A, cấm, clear đi. Hết tất cả phần biểu của A đi. Clear. À hết đi. Không có gì cả. Để tôi kiểm tra cái ID của A này. Thế. Như vậy là cái A trước đó là như thế này. Giá trị của nó đây. Và địa chỉ của nó là chỗ này. Thì sau khi mà xóa hết thì A vẫn là chỗ đó. Đối tượng A không thay đổi nhé. Vì ID của A vẫn như cũ. Nhưng mà giá trị của nó là thay đổi. Thấy không nào? Giá trị của nó là đang từ là có 4 phân tử trở về là 0 phân tử. Nhưng mà đối tượng A là không thay đổi. Như vậy là tất cả các lệnh này, các lệnh như là các lệnh như là phương thức mà chúng ta vừa học ấy đối với dãy đều là các lệnh như là A pen này, hay là cái lệnh là A chấm clear này. Hay là cái lệnh a chấm insert chẳng hạn là 101 thì cái này là nó không làm thay đổi a, nó không làm thay đổi cái đối tượng a, nhưng làm thay đổi giá trị của a. Được chưa? Nhưng mà riêng lệnh này, riêng lệnh mà tôi biết là a cộng với như thế này, a bằng a cộng với 10, thì cái phép dãy này nó sẽ tạo ra một đối tượng khác. Khi tôi biết như này thì đối cái a này đã thay đổi đi rồi. Như vậy riêng lệnh này là cho phép là thay đổi đối tượng a nhé. Lệnh này thì tôi enter này, a này a là 10, mà cái ID của a nó khác đi này. Nó không còn là cái nữa nhé, làm đối tượng khác. Như vậy là riêng lệnh này là lệnh là riêng lệnh phép cộng là nó tạo ra một đối tượng mới, không phải đối tượng cũ, không phải được a nữa, và nó tạo đối tượng mới và nó gắn vào a vào đây. Thì như vậy thì cái lệnh này là lệnh mà a nó sẽ thay đổi cả giá trị lẫn đối tượng nhé. Cho nên chúng ta chú ý là ở trong Python ta luôn chú ý đâu là đối tượng và đâu là giá trị khác nhau, đúng nhất là đối với dãy. Là chú ý cái này là cái rất quan trọng lắm. Cái này khi mà làm này, sau này các bạn sẽ học sâu hơn nữa và bắt đầu luyện thi học sinh giỏi càng chú ý những cái này, nó rất là
nó nhiều thứ lắm, nó không là tôi cũng thể nào mô tả nó như thế nào. Ví dụ là như này nhé, ví dụ là tôi viết là tôi viết một cái lệnh là b nhé, là cái mưa lệnh là a chấm này là lệnh rất là nhanh, lệnh này lệnh rất nhanh, a bổ sung phần tử một vào a, lệnh này là nó chạy rất nhanh thời gian. Nhưng nếu chúng ta dùng lệnh này này, chúng ta dùng lệnh này là a bằng a cộng với một, như của nó là tương đương với cái lệnh trên này, nhưng mà này là lệnh sẽ mất đi rất nhiều thời gian bởi vì máy sẽ tạo ra một đối tượng mới xong gắn cái a này vào, cho nên này sẽ mất nhiều thời gian rất là nhiều lần so với ở trên này. Trên học sinh nào mà đi thi sinh giỏi mà dùng lệnh này thì như là mất test luôn, bị trượt luôn, không qua được test. Có lệnh này thì dùng này thì chuẩn luôn, bảo đảm là cái test nó qua. Cho nên nhiều khi nó rất là tỉ mỉ, rất là đi rất là sâu vào trong cái chương trình nhé. Cái này là cái này là phần sau nó sau rồi, nhưng mà đây là cái rất là sâu. Nhắc lại, đây là cái lệnh mà ta bổ sung trực tiếp một phần tử vào cuối của một cái A và A không thay đổi đối tượng. Sau đó lại là lệnh sẽ mất rất ít thời gian, nên là lệnh có thời gian tối ưu nhất. Còn lệnh này cũng là lệnh là bổ sung số 1 vào cuối của A, nhưng lệnh này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Rất nhiều thời gian. Chúng ta thấy lệnh này, các bạn thấy trong nghe mô tả của ngữ toán, lệnh này là không O một thời gian, lệnh này là ON thời gian. Và lệnh này là lệnh không tối ưu, cho nên là học sinh nào không biết thì cứ dùng lệnh này, tưởng là giống như lệnh này, nhưng mà hai lệnh này là một đằng là dùng tối ưu thời gian, một đằng là dùng không tối ưu thời gian, thì ai học sinh nào dùng cái này nhiều ấy, là sẽ bị là chỉnh là không tối ưu, không tốt. Nhưng mà tôi nói thêm như vậy thôi, nhất là nếu mà học sâu hơn nữa thì có thấy là nó rất là khác nhau, phải chú ý rất tỉ mỉ đến từng cái lệnh một, và lệnh này là tối ưu hay là không, đó là đây là phần sau này. Được rồi, bây giờ tôi sẽ dành nốt thời gian còn lại hôm nay là cái buổi tôi muốn tổng kết lại về những cái khái niệm rất quan trọng liên quan đến hàm, liên quan đến biến, liên quan đến kiểm soát biến, để chúng ta có cái nhìn tổng thể sang buổi sau là tôi đã thêm sang cái phần khác nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một số bài tập nhé. Ở đây tôi sẽ mô tả một số bài tập ở đây thì chúng ta sẽ làm một số bài tập. Và tôi làm tập hàm cả không hàm ở đây nhé. Ví dụ như này nhé, ví dụ tôi làm một cái bài tập như sau này là cho trước một cái dãy A, bây giờ tôi viết một cái hàm để trả lại cái dãy là ngược lại của A thì làm như nào. Tức là đây phải dùng thuật toán chứ không phải dùng lệnh nhé. Đây, tức là cái hàm là gì, viết cái hàm là dãy ngược của A. Ngược của A. Ngược của A. Cái hàm nó làm như sau, đây là một đếm này. Cái ví dụ là dãy ngược nhé. Ngược. Đấy, biết thế anh thế này không? À đây. Dãy ngược của A nhé. Vào là dãy A. Đầu ra là một cái dãy ngược của A. Biết là A, biết là B đây nhé. B bằng A. Đây là cái bài viết nhanh nhé. À, đây. Và tôi for này. Bây giờ tôi sẽ làm vòng for chạy ngược từ cuối trên đầu của A và tôi đưa phần tử đó vào B. Như vậy là B sẽ là tức là ngược của A ngay. For i in range nhé. Của A là len bắt đầu từ len A trừ 1 đúng không nào? Len A trừ 1 đến tức trừ 1 và lùi là trừ 1. Đây là cái lệnh này. Rồi nhé. Bắt đầu từ len A trừ 1 và đi lùi xuống, step là bằng trừ 1, đi xuống tức trừ 1 là 0. Đấy, thì là, đấy, như này. Và tôi làm như sau. Tôi làm với là B chấm pen AI và trả lại giá trị. Đây return. Đây là cái hàm như vậy nhé. Từ bài của chúng ta là hàm này thì khi chạy xong rồi thì A không thay đổi. Đây A nhé, A là cái chữ A, như A bằng ví dụ A bằng 1 2 3 4 5 như này nhé. Và đây là B bằng dãy ngược của A. Dãy ngược của A.
trong nhé, xong việc in A ra, in A ra ngoài nhé, ok, in B ra ngoài, in B ra ngoài, trong đêm nó có ai không nhé, thì tôi ghi ra này, ghi ra cái bàn của chúng ta nằm ở trong cái thư mục này, đây nhé, B9 nhé, B1, tôi thử nhé. Đây này, A là 1, 2, 3, 4, 5 này, mình vẫn giữ nguyên không đổi nhé. B là 5, 4, 3, 2, 1. Thế con này, nhưng mà đấy là một cái ví dụ. Bây giờ giả sử tôi làm như này nhé, bây giờ tôi làm cái hàm khác, các bạn thấy là nó sẽ bị sai ngay. Bây giờ tôi làm sửa như này, bây giờ tôi cái đỉnh nguyên như này nhé, bây giờ tôi làm sửa như sau này. Tôi viết một cái hàm khác, thì các bạn thấy là nó điền đếp, dãy ngược, tôi viết ngược A, tôi làm hàm khác. Ở trong A nó có một cái mà nó có một cái hàm là như thế này, hàm là reverse là cái là đổi ngược lại nhé, chính là cái phương thức này là có sẵn của A, như tôi đi thân A, thân A. Đấy, nhưng mà đây là một cái giải khác nhé. Bây giờ kiểm tra xem đúng không nào, bây giờ kiểm tra cái này, bây giờ tôi phá lại này, tôi kiểm tra b bằng dãy ngược của A. Đấy, đây dùng cái hàm reverse thì với cái kiểm tra làm chút xem nó có cái hàm nó không nhé, hàm reverse này, hàm này là cái hàm cái phương thức này tức là ngược lại cái dãy A nhé. Đây thì tôi chạy thử nhé, có thấy không nào, những cái A đang thay đổi này, A là vì sao là thay đổi, là vì đây, vì chúng ta thấy những cái hàm này đây nhé, chúng ta đây là bản thân đây là phương thức tôi làm thay đổi A, thay đổi A, cái A này này, cái A này là cái A là cái A này là A được gọi vào từ cái hàm này, như vậy A là cái A này là cái biến nhớ của cái local namespace nhưng trỏ vào cùng một cái đối tượng này, cho nên khi chạy cái này là A thay đổi và cái A bên ngoài cũng thay đổi theo, sau đó khi chạy B bằng cái này thì A cũng thay đổi theo, nhưng cái bài này cái cách làm này là không đúng, vì tôi muốn là gì, tôi muốn là cái A là không thay đổi, nhưng cái làm này là sai về tốc độ mà nói, thì hai cái này là tốc độ là như nhau, mặc dù ở đây là cái lệnh này là nó dài hơn một chút mà tốc độ của nó là bằng cái này. Hai cái hàm này, mặc dù cái hàm này là cái hàm mà có cái tích nhanh hơn ngắn hơn, nhưng mà về tốc độ thì không hơn thì cái trên này. Bây giờ cái hàm này tôi sửa xong, bây giờ tôi muốn sửa lại nha, tôi muốn sửa lại là cái hàm vẫn cái hàm này, nhưng mà gì, nhưng mà là cái A không thay đổi, làm như nào, làm như sau, sửa như sau nhé, sửa như này mà là B bằng A T đi, C bằng A, vậy tôi lưu lại bằng bản gốc, lưu lại bằng bản khác A, sau đó ở đây tôi mới dùng ở đây cái là C, thay đổi trên cái C, A tôi giữ nguyên thay đổi, và đây tôi trả lại C, đó, nếu như này này, nếu như này thì kết quả cũng sẽ đúng, tôi chạy thử nhé, nó vẫn đúng, như vậy là cái A không thay đổi đây, còn B là kết quả này. Như vậy là với cái hàm mà cái bài này thì cái hàm này là hoàn toàn chính xác so với cái hàm trên này, và hai cái hàm này là có cái tốc độ cái hàm sau này thậm chí là có tốc độ là chậm hơn so với cái hàm trên nhé. Đấy, các bạn cái này các bạn tìm hiểu sau, cái hàm trên đây này là chúng ta mất có một vòng lặp thôi, và mỗi vòng lặp như vậy là chúng ta chạy một lệnh như thôi, trên là nó rất là nhanh, còn ở dưới này là có hai lệnh, lệnh này là cũng mất n thời gian, lệnh này là mất n thời gian nữa, nhưng mà hai lệnh này là mất 2n thời gian, vậy là nhanh gấp chậm gấp đôi lần so với ở trên này. Đấy, từ đó thêm như vậy thôi, là có một số cái để phân tích thêm này, nếu các bạn là sang năm, chúng ta là năm nay còn chưa học đến, nhưng mà từ năm 11 là bắt đầu học sang khái niệm thuật toán, là bắt đầu học đến khái niệm là nhanh nhanh chậm, rồi biết phân tích một thuật toán thế nào là tối ưu, và biết phân tích được thời gian của thuật toán
Thế thì tôi nói vài câu đây để chúng ta hình dung là trong tương lai chúng ta phải làm những việc đó nhé. Nhưng mà trong trường hợp này thì cái hàm này của chúng ta là nhanh hơn, ngắn hơn, nhưng mà tốc độ là chậm hơn so với hàm trên này. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói ra làm bài tập số 2 nhé. Đây là cái bài đầu tiên. Chúng ta làm bài tập số 2 là như sau này. Bài tập số 2 là như sau. Bây giờ tôi cho trước một dãy số và tôi sắp xếp dãy số theo thứ tăng dần. Và cũng như vậy tôi muốn là dãy số của tôi là không thay đổi nhé. Và này là bài là hàm, một cái hàm để sắp xếp dãy số từ một dãy số tăng dần. Là cái gốc cái dãy cũ là giữ nguyên. Rồi tôi viết một cái hàm sau đây, tôi viết một cái hàm là df sắp xếp đầu vào của tôi là dãy a. Để sắp xếp dãy a thì tôi sẽ làm các chiếc cho con làm lần rồi đấy, nhưng mà bây giờ tôi làm viết lại một chút vì tôi muốn là a là không thay đổi thì tôi sẽ phải làm sao, tôi sẽ phải không không trực tiếp sắp xếp trước dãy a mà tôi dùng cái hàm b. À, ta dùng một cái dãy B là tôi làm cái sắp bài sau của A để bảo đảm là A không thay đổi. Sau đó như sau nhé, mình tôi làm như sau này: for n bằng len A đi, tôi hai lần vòng for i in range của 0 cho đến n thì 2 n trừ 1, xong for đây là cái đơn giản có y in range từ y cộng 1 đến n. Là if bi mà lớn hơn BG chúng ta đổi chỗ hàm hai phần tử này. Đấy. Chúng ta đổi chỗ BI bằng BI. Sau đó chúng ta trả về. Đã ghi cùng. Thế là sửa như sau là sửa A chúng ta phải cho là như này. A cho chúng ta còn là 10, 1, 9, 0, 7, 4, 14, 20. Vậy như này. Bây giờ là B, tức là B bằng sắp xếp những cái hàng này. A. Và bây giờ tính A ra ngoài. Tin A ra thì ta số A có đổi hay không, và tin B ra em B có đã sắp xếp đúng chưa. Bài như này nhé, mình ngắn như này thôi. Đây là bài sắp xếp em thử ghi ra này. Đây là bài số 2 này. Okay. Đây. Nhưng mà đây cho chú ý là chúng ta vì chúng ta muốn giữ lại cái A này, chúng ta phải đặt là B bằng A copy lưu ra. Tất cả các chuyện lưu ra một cái gì đó đối với dãy chúng ta phải dùng copy, còn nếu chúng ta muốn lưu ra để ta cất đi đối với số thực số nguyên số thực và sâu chúng ta dùng lệnh là A bằng B bình thường là được, nhưng với dãy thì chúng ta phải đặt cái kia. Chạy thử nhá. Như vậy là dãy A có đúng nguyên này, A vẫn là 10 1 9, như vậy A là giữ nguyên không thay đổi. Nhưng còn là sắp xếp B này, B là trừ 7 trừ 4 0 1 4 là như vậy là đúng rồi, sắp xếp theo chiều tăng dần. Nhưng mà đây là một cái bài làm đúng. Mặc dù về gọi thuật toán thì toán này là không phải là hay lắm, chưa không phải là tối ưu lắm, nhưng mà đó là sau nhé, chúng ta sẽ sang năm mới học đến cái phần này. Nhưng mà đây là toán đơn giản nhất và ai cũng có thể hiểu được. Chúng ta tìm tất cả các cặp y của y nhỏ hơn g, vì đây y chạy từ g của 1 đến n, mà là cặp tìm tất cả các cặp y sao cho là nếu bi lớn bg chúng ta sẽ đổi được chỗ, bảo đảm rằng là sau những lệnh này thì dãy B đã được xếp đúng, xếp dọc đúng. Thấy chưa? Đó.
Đây, thì đây là một cái bài số 2 và chúng ta thấy là nhưng mà chúng ta sẽ có thể kết hợp giữa hàm và chương trình. Thì ở đây là cái phần hàm, là cái phần có cái phần hàm chính, còn đây chính là phần chương trình chính này, là cái chỗ này. Được chưa? Các bạn có hỏi gì không nhỉ? Vì tôi không có thời gian chứ tôi không thể làm thêm được bài tập nữa. Nên thì như vậy tới hôm nay là nôm na là tới hôm nay là chúng ta đã học xong là cái phần gọi là cái phần cơ bản nhất mà có ở trong cái chương trình tin 10. Thật ra là còn một phần nữa, thì phần này tôi sẽ nói sau ở cái bảng cùng, là cái phần liên quan đến bắt lỗi kiểm thử chương trình, cái phần đó là phần hoàn toàn phụ. Còn tới hôm nay là có thể nói là tôi đã trình bày xong toàn bộ cái phần mà liên quan đến cái chương trình tin 10. Thì buổi từ ngày mai tôi bắt đầu tôi nói thêm các bạn một vài cái từ buổi sau đấy. Tôi nói dành cho một vài buổi cuối cùng tôi sẽ nói một vài phần nâng cao hơn một chút. Còn từ hôm nọ đến nay là cái phần rất cơ bản, thì các bạn có thể xem lại toàn bộ cái phần mà chúng ta làm ấy, chúng ta học ấy. Thì tới đây là nôm na là kết thúc cái phần gọi là phần lập trình cơ bản của Python mà dùng để dạy cho học sinh lớp 10 năm tới này. Thậm chí tôi còn nói thêm cho các bạn cả cái phần vào ra file nữa là đầy đủ. Thưa thầy, thì cho em hỏi tí ạ. Hỏi đi. Em thấy trong Python nó có cái hàm sort, hàm sắp xếp sẵn ạ. Thế thì cái việc mình dùng cái hàm mà thầy viết sắp xếp ở đây với lại dùng cái hàm đó ấy, thì cái thời gian của cái nào chạy nhanh hơn và tại sao mình không dùng cái hàm ấy luôn ạ? Mình hoàn toàn hiểu. Cái hàm sort sort đấy nhé. Là cái hàm nó sắp xếp sẵn rồi. Là cái hàm này chạy rất nhanh rồi. Nhanh hơn là cái hàm mà tôi nói. Nhanh hơn là cái hàm mà tôi làm ở đây. Hàm này chưa phải tôi yêu. Nhưng mà chúng ta không nên dùng nó, bởi vì sao? Thậm chí còn không cho học sinh dùng. Bởi vì là đây là học sinh cơ, và khi mà chúng ta học dạy học sinh cái thuật toán sắp xếp ấy, thì học sinh phải làm học trình từ đầu, không được dùng cái có sẵn. Được chưa? Cái hàm sort ở đây chỉ dùng đối với học sinh cao hơn, hoặc là đối với những người đi làm ra đi làm rồi thì họ cần, thì họ cần sắp xếp thôi. Còn chúng ta thì chúng ta không cho học sinh làm cái này. Không cho học sinh dùng cái này. Bởi vì là sắp xếp là một thuật toán rất là cơ bản trong chương trình tin phổ thông. Học sinh phải học, phải làm từ đầu. Làm từ đầu các bạn ạ. Cho nên là không, cái này là cái mà tôi vẫn giấu đi, là không muốn cho học sinh xem cái này. Không cho học sinh biết và không cho học sinh dùng. Còn nếu không, các bạn khi mà cho bài tập là em hay làm cái, em hay viết chương trình là sắp xếp một dãy số như này, thì phải nói là, phải nói luôn là ghi vậy là không được dùng hàm sort. Dùng thì nó lại quá dễ. Đây là thử tôi dùng nhé, thì như thế này. Là thử tôi dùng là như này nhé, thì nó lại quá dễ nên không muốn nữa. Đây, tôi viết hàm thứ hai nhé, là hàm sort. Tôi làm như sau này. Cách thứ hai là dù hàng nó có sẵn nhé, thì làm như này. Nhưng mà đây là nhanh hẳn cái trên rồi. Đây, thì làm như sau nhé, tôi vẫn phải dùng... mình vẫn phải dùng cái b này, tôi vẫn phải viết cái gì là a chấm copy như thế này, đó tôi dùng cái là b sort, xong rồi thì return b là cách mà dùng hàm có sẵn của Python là hàm sort, đúng không? Hàm sort thì cái hàm sort này là sắp xếp cái dãy b. Tôi giống như ở đây đây, cái hàm sort này có ý nghĩa giống như là chỗ này này, giống như ở đây đó. Nhưng mà ở đây thì toán đây thì là toán là không tốt tự nhiên, còn toán ở đây thì là cực tốt. Thì lên lớp 11 các bạn học sinh sẽ được học cái này, học cách mà làm toán tốt ở đến lớp 11 mới học nhé. Lớp 10 thì chúng ta có công nhận thôi. Để chạy thử cái này nhé, mình tôi thử làm này. Đây mình biết đây là c bằng sort. Tôi thử nhé, đây b này tôi print print ra kết quả nó giống nhau, kết quả nó rất là giống nhau. Đây này, c như này, mà cái c này là tính rất nhanh là bởi vì nó sử dụng cái hàm của có sẵn của Python. Thì lớp 11 thì học sinh sẽ được học về thuật toán, thì trong đó nó có học hẳn cái bài là thuật toán sắp xếp dãy số. Thì ở đó học sinh sẽ được học cả hai cách. Một là cách như cách này,
là cách dễ, là cách dễ nhưng mà không tối ưu. Còn cách tối ưu nữa là giống như ở đây thì học sinh được học lên lớp 12, lên lớp 11 mới được học nhé. Nhưng tôi nói rồi là cái hàm so để biết như vậy thôi, nhưng mà chúng ta không nên cho học sinh biết, và nếu biết học sinh biết thì nói cho học sinh rõ là đây là cái mà khi mà bài tập của trên lớp ấy, thì học sinh là không được dùng cái hàm này. Các bạn đã hiểu chưa nhé? Cái Python có nhược điểm như vậy là nó là một cái ngôn ngữ mở mà nó có rất nhiều thư viện, vô cùng nhiều thư viện, thì nó lợi cho những người sau đi làm đấy. Chúng ta đi làm, một khi đi làm mà chúng ta dùng nó để khai thác làm việc này việc A, B, C trong các cái doanh nghiệp thì vô cùng lợi, vì có rất nhiều cái hàm có sẵn, rất nhiều thứ có sẵn. Nhưng với học sinh phổ thông ấy thì lại không được, bắt buộc phải học từ đầu, học cơ bản. Trên học sinh phổ thông nên là không được dùng nhiều những cái hàm như vậy, thư viện như vậy, và phải dùng những cái lệnh cơ bản nhất để chúng ta học. Đó, chúng ta thiết lập thuật toán làm sao cho nó tối ưu nhất có thể, phải học từ đầu. Các bạn đã hiểu chưa? Giống như học sinh là học tinh học phép cộng trừ nhân chia lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì phải dùng tay mà tính, dùng máy Casio mà cộng trừ nhân chia thì không được. Đấy. Với học sinh người cũng vậy thôi. Thuật toán là chúng ta bắt đầu được học ở đây. Còn những cái hàm sọt đây là gần như là chúng ta có cái máy có sẵn rồi thì chúng ta không cho học sinh dùng khi mà làm bài kiểm tra nhé. Thì thôi nhỉ các bạn, chúng ta nghỉ nhé. Phần này theo tôi là bắt đầu khó, thì các bạn cứ xem lại cái bài giảng của tôi, nó có gì không hiểu các bạn cứ hỏi lên nhóm, tôi sẽ trả lời nhé. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chào thầy.